Ngày 7 tháng 9, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự công an thị xã Trảng Bàng phối hợp đồng công an khu công nghiệp Trảng Bàng hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 600 công nhân tại khu công nghiệp Trảng Bàng. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Thời gian qua, đội cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội công an thị xã Trảng Bàng phối hợp công an các phường xã trên địa bàn đã tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc tổ chức cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho người dân xuyên suốt các ngày trong tuần, không kể ngày đêm. Bên cạnh các điểm cố định, đơn vị còn bố trí cả điểm lưu động đến khu dân cư, nhà trọ, khu công nghiệp để hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1-2. Kể từ khi phát động cao điểm từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến nay, toàn thị xã đã thu nhận hơn 20.000 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trung bình mỗi ngày, các tổ thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tiếp nhận từ 1.400 đến 1.600 hồ sơ. Thời gian tới, Công an thị xã Trảng Bàng mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân để đề án hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Bảo đảm người dân có tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch hành chính công thuận tiện, nhanh chóng, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, nền hành chính số văn minh, hiện đại.